có mặt tại quốc lộ 1A. Trước mắt chúng ta là trạm thu phí tại box số 10 nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một số điểm tại Hậu Giang nha các bạn. Hôm nay mùng 5 Tết năm 2023, Quý Mão 2023, chúng ta đang đi qua trạm thu phí các bạn ơi. Không khí Tết rất là ảm đạm nha các bạn. Và cái không khí mà chúng ta thấy là ngay từ trước Tết thì các cái chợ hoa rất là ế ẩm. Có một số chợ hoa là họ phải chở về hoặc là họ đập phá tại chỗ nha các bạn. Khách mua sắm năm nay cũng rất là ít người đi mua sắm Tết. Có lẽ là do cái tình hình kinh tế khó khăn các bạn ơi. Chúng ta đang ở tại địa phận là ngã ba đường về huyện Châu Thành là bên trái nha các bạn, và đi thẳng là 22 cây số nữa là đến ngã bảy, rồi đi tiếp là sẽ đến Sóc Trăng nha các bạn. Chúng ta sẽ đi thẳng về thăm một số địa điểm tại Hậu Giang nha các bạn. Chúng ta qua cầu Rạch Chiếc. Đây là chiếc cầu bê tông có giải phân cách cứng giữa các bạn. Chiếc cầu này tương đối lớn. Quốc lộ 1A năm nay chúng ta thấy là hôm nay là rất là ít xe đi lại các bạn. Chắc là do một năm Tết người ta còn ăn Tết, chưa có đi lại nhiều các bạn ơi. Hôm nay trời chưa có nắng, trời rất là âm u các bạn ơi. Buổi sáng trời chưa có nắng, không khí tương đối lạnh. Đây là khu vực thuộc Cái Tắc các bạn ơi. Cái Tắc là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Chúng ta đang di chuyển trên quốc lộ 1A tại khu vực Cái Tắc. Hôm nay là một năm Tết Quý Mão 2023. Chúng ta điểm tham quan đầu tiên là đến khu trung tâm thương mại Cái Tắc nha các bạn. Thấy là quang cảnh hai bên đường đó các bạn, là họ bắt đầu là trở lại buôn bán gần như bình thường là các bạn. Đây là con đường dẫn đến trung tâm Cái Tắc nha các bạn. Chúng ta đang di chuyển trên quốc lộ 1A đường đi về Sóc Trăng. Tới ngã ba Cái Tắc chúng ta sẽ quẹo trái, quẹo phải, chúng ta sẽ quẹo phải theo trục lộ quốc lộ 61 để về Cái Tắc nha các bạn.
Đây là ngã ba cái tắc đường đi về Vị Thanh, Hậu Giang nha các bạn. Cổng chào tỉnh Hậu Giang, kính chào quý khách đã xuất hiện trước mắt chúng ta nha các bạn. Hôm nay chúng ta điểm đầu tiên tham quan mùng năm Tết Quý Mão năm 2023 là khu thương mại cái tắc nha các bạn. Kinh KNT, địa điểm du lịch thú vị, trân trọng kính chào tất cả các bạn, các quý vị gần xa. Chúc các bạn, các anh chị cùng toàn thể một năm mới dồi dào sức khỏe, tấn lộc tấn tài tấn bình an. Hôm nay điểm đầu tiên chúng ta sẽ đi tham quan là trung tâm thương mại cái tắc. Trung tâm thương mại cái tắc này các bạn ơi. Đây là khu vực chợ cái tắc các bạn. Chúng ta vào chợ cái tắc nha các bạn. Hôm nay mùng năm Tết là thấy bà con đi chợ rất là sung đó. Chúng ta đang di chuyển trên con đường tại chợ cái tắc. Năm Tết là chợ cái tắc rất là sung nha các bạn, mua bán lại bình thường rồi. Xe cộ rất là đông. Ở đây là gian hàng bán cá nè các bạn. Xe đông quá, kẹt xe. Ở đây là gian hàng bán cá mực, bán thịt bò nữa các bạn, bán thịt heo, heo quay đó. Chợ đầu năm thấy không khí chợ cái tắc rất là sung nha các bạn. Bán thịt heo nè, khu này bán thịt heo, bán hoa, hoa tươi, bán cam. Thank you.
bán tôm, mực, cá. Bên phải chúng ta là bán hàng trái cây, rau cải. Bán quần áo mà sẵn với gian hàng bán khô này, bán thịt vịt nấm sẵn, bán cá. Chúng ta đang di chuyển trong chợ Cái Tắc. Đây là quốc lộ 64 nha các bạn, đường về Vị Thanh, Long Mỹ. Sáng hôm nay chúng ta đang có mặt tại quốc lộ 64 tại khu vực Cái Tắc. Chúng tôi muốn là coi như là cung cấp cho các bạn một số hình ảnh tại quốc lộ 64 Cái Tắc nha các bạn, để thấy cái không khí sau Tết, mùng năm Tết Quý Mão năm 2023. Chúng ta đang qua cầu Cái Tắc. Hôm nay là chúng ta thấy là nước đang lớn lên các bạn ơi. Và cái không khí là mua bán Tết lại, sau Tết là bình thường lại nha các bạn. Ở đây họ bắt đầu họp chợ rồi, hai bên dốc cầu nha các bạn. Chúng ta đang đổ xuống dốc cầu Cái Tắc. Sáng nay không khí lạnh vẫn còn các bạn ơi, trời chưa có nắng lên. Họ vẫn còn bán hàng Tết luôn các bạn. Quán cà phê Kim Nguyên các bạn.
bên tay trái chúng ta nè.
cầu Đồng Du. Bên tay phải chúng ta là có một cái tượng đài nha các bạn. Đây chắc là tượng đài chiến thắng Đồng Du. Khu vực này là họ vẫn còn buôn bán nha các bạn. Số tiệm là mở buôn bán như là tiệm gạo nè, mở buôn bán nè. Là các cái cửa hàng bắt đầu mở buôn bán lại rồi, chú đầu bên tay trái rồi các bạn. Quán phở bò nè, bún băng vịt nè, mở buôn bán lại rồi nè. Quầy thuốc Hồng Quân 2 nè. Đây là có cái lối vào bên tay phải là vào chùa Phước An nha các bạn. Nói chung là cái tình hình trở lại hoạt động Tết là sau khi nghỉ Tết là họ buôn bán trở lại nha các bạn. Hôm nay mùng 5 Tết thì chúng tôi giới thiệu các bạn một số hình ảnh tại khu vực Cái Tắc để thấy cái không khí sau Tết của thị trấn Cái Tắc nha các bạn. Cháo nha, cháo Cái Tắc ngon lắm, thôi tuyệt vời luôn, cháo này cháo lòng nữa. Chúng ta sẽ nêm mà các bạn, nêm vô ăn cho nó ngon. Đây là ớt nè, Cái Tắc là phải ăn cháo lòng nha các bạn. Rồi, tạm biệt quán cháo lòng. Cà phê tại quán cà phê Thảo Vi nha các bạn. Vô quán cà phê Thảo Vi nha, uống cà phê rất là ngon á. Tại chợ Cái Tắc. Rồi thưởng thức cà phê thôi, rất là ngon đây, cà phê Thảo Vi tại chợ Cái Tắc. Trước mặt chúng ta là quốc lộ 61. Hôm nay mùng 5 Tết, ghé quán cà phê Thảo Vi uống cà phê. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Cà phê Thảo Vi. Cái Tắc, hẹn gặp lại.